Rồi, xin chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của Thái Dương TV nhé. Hôm nay Thái Dương TV đi một câu chuyện rất là hy hữu, nhưng mà cái này thì Thái Dương TV đã gặp cũng nhiều lần rồi, mình cũng có giúp nhiều lần cho anh em rồi. Hôm nay thì cũng mấy anh em bên Tân Trụ Long An đó các bạn cũng vướng phải, mình cũng xuống để coi mấy anh em coi ra được chiếc xe này không. Thì chiếc xe này vốn dĩ là dân không biết gì các bạn, sau khi mình hỏi thì dân không biết gì. Nhưng mà để như thế nào thì mình lại nói ra. Nhưng mà cái vụ này là mình đã có giúp một số anh em cái kiểu này rồi. Do cái vấn đề không, thứ nhất là không biết xe, thứ hai là không biết địa hình đó để xài cái loại xe cho nó hợp. Chú này thì ổng bị tật cái giò nè. Đó giờ chú có làm xe chưa? Làm gì đâu. Hôm qua mua chứ không biết xe gì vậy hả? Cũng có coi. Chỉ coi thôi chứ không biết gì hết. Không biết tụi nó biết coi. Cứ đem về đây rồi sao giờ không đi làm. Đem về đây rồi giờ mày công trình hồi ấy ta kêu mình mày ấy đi rồi đi làm, mày cuối cùng không đài công trình ta không có rồi nó nằm đây chịu luôn. Nghĩa là có người là kêu chú là mua đi về dẫn cho đi làm đúng không? Nhưng mà đem xe về rồi là không có chuyện làm. Không có việc làm. Giờ trong nhà mình có ai biết về cái nghề xe này không? Không. Không ai biết gì hết luôn. Chết luôn rồi. Không ai biết mà chơi với xe dữ. Không biết gì mà chú dám mua chiếc xe đời này là chú gan rồi đó. Đời này không phải gan mà tại không biết thiệt. Mấy con cũng ngại vòng này lắm, tại vì nói chung điện nhiều lần nào ngại nhiều lắm. Nói chung chú là xe là người mà nghề càng cao chừng nào là gặp chiếc xe này người ta càng ngán chừng nấy. Khổ thiệt. Mà cái xe này dạng giờ về dưới vụ những xe này dùng con người ta cũng chê cái là chú ấy sao không? Không phải vậy chứ, nó lại dạng này nó lỡ nè, cái nó bự hơn nổi cái phà đi chơi, phà của nó không phải đóng riêng người ta để đại ra anh chút ha, để thử xe lên thử xe bác hộ chạy máy dân ma 4TNF918 xe máy cũng còn đẹp. Thấy cái đầu ra nó quay đó, không nước này này ha, tại nhỏng cái à. 4TNE à, 4TNE chứ không phải 4TNF, 4TNE918. Sao không biết gì hết đi mua chiếc xe các bạn ơi. Đây là công tắc, dàn công tắc thì nó nói chung là xe cũng còn cáo chỉ lắm, đời này thì nó đời 2005 mà. Chữ 3 có cái gạo khá là đẹp. Nó như các bạn nói, như các bạn nghe lúc nãy đó là có người kêu đi mua đi, mua đi rồi về là đưa đất cho làm, nhưng mà khi mua về thì bị bẻ giò vậy đó. Bây giờ là trong nhà là không ai biết gì hết trơn á. Ôm thì ôm không được, tại nhà không ai biết, không có nghề thì làm sao mà ôm được cái đời xe này. Đấy, cũng khổ lắm các bạn ơi. Đời xe này nó hơi lỡ một cái dành chân, lỡ dành chân một tí. Nói chung thì xe này thì xài cũng được chứ không phải không được, xe nào xài cũng được chứ quan trọng là cái cách xài thôi. Làm như nó tới 44 mắt hay gì đó. Bỏ lá là nó thục hàm vô à. Ừ, người ta 42 mắt này, 44 hay gì đó.
vậy mà bán lại thì lỗ 15-20% là chuyện dĩ nhiên thôi các bạn. Thao tác thì nó cũng hơi đều đều đó, không biết có lỗi phối hợp không. Đáng nhất là bị lỗi phối hợp. Mâm làm như nhịp hơi á. Mâm nhịp hơi á ơi. Mâm làm như nhịp hơi các bạn. Đợi xe này thì quay tháo cabin bình thường. TNE này hình như là nó chạy ngon hơn 4TNV á. Cái này là 4TNE. Cái này là phải hơn mấy người thằng nhiều lắm. Phải đi cái chẹt hơi lở một tí là vậy, đi chẹt phải chẹt cỡ 35-36 mới đi được, chứ đi mấy chẹt 32 đi không nổi đâu. Mình nghĩ là chắc cũng không lanh mấy đâu. Để xe này vẫn xài được thôi, tại vì cái giá tiền của nó cũng rẻ chứ không có mắc.
Rồi ok anh em, mình đã lên thử chiếc xe này, nói chung thì nó còn cũng khá là liền, khá là ok, nó không được lanh mấy thôi. Cái dạng là nó khoảng so về với thằng F2 thì nó rơi vào tầm khoảng 70 với F2 thôi nha. Nhưng mà mạnh thì nó có mạnh đấy, mạnh thì F2 không lại đâu, khá là mạnh. Dòng máy Yamaha này thì nó sẽ chạy là nhẹ dầu nha các bạn. Tuy nhiên thì độ bền thì mình cũng không nắm chắc được, tại đó giờ mình chưa từng xài xe chạy dầu Yamaha ha. Nhưng mà thấy cũng có nhiều anh em người ta xài thấy cũng được đó mà. Xe sản xuất ra là phải xài được thôi chứ không có xe nào mà xài không được chứ các bạn. Đấy, thì mình cũng xin nói, cuối video mình cũng xin nói cho bạn nghe một chút vấn đề như thế này. Thì trước đây lúc mình còn làm cái kênh cũ thì mình cũng có đi bán dùm cho mấy anh em cũng cái tình trạng y như thế này. Nhất là đi mua xe về là không biết về xe các bạn. Ví dụ như về cái địa hình này là xài cái dòng xe nào nó thích hợp, về địa hình kia xài dòng xe nào thích hợp. Đấy, nhưng mà mấy anh em là không biết, cứ đi lên là coi xe nào rẻ thì mua, chứ ngoài ra là không biết giá trị của chiếc xe đó nó như thế nào, và không biết là chiếc xe đó nó về nó thích hợp địa hình hay không. Đấy, như cái chú này về đây là mới biết là không thích hợp nè. Đấy, lúc này chân hững ra rồi sao giờ. Đấy, trong khi là nhà là không có người biết về xe này nữa. Đấy, mình trước kia mình cũng có bán cho anh em nhưng mà mình không có quay video lại. Nhưng mà hôm nay thì mình mới quay video lại để cảnh báo cho những anh em mà muốn vào nghề nhưng mà không biết về xe hay như thế nào đó, thì phải liên hệ với Thái Dương TV thì Thái Dương TV sẽ dẫn các bạn đi mua xe và coi các bạn ở cái vùng nào, mình sẽ lựa chọn cho anh em một cái chiếc xe nó thích hợp và chiếc xe nó ok, nó cứng, nó không mất giá trị. Đấy, chứ không có lựa xe tào lao được các bạn. Thì nói chung mình nói nhiều quá thì cũng thì cho mấy anh em chạy cho nóng lên, tụi mình kiểm tra coi nó có bị xìu bị gì không nữa nha. Rồi ok anh em, nói chung thì nãy giờ vô cũng thỏa thuận. Nói chung thì xe đem về thì phải mất giá trị rồi các bạn, mình không lấy lại được như cái giá xe của lúc mới mua được. Cái xe này thì mới về, chỉ là nãy giờ mấy anh em nói nôm na nói chơi là về múc cái hầm đó mà tốn cả 100 triệu đó các bạn. Đấy, còn thấy không, rất là nhiều người cũng bị vướng cái tình trạng này mà mình đã từng giúp cho anh em người ta ra rồi, nhưng mà ra là phải chịu lỗ các bạn. Đấy, này thì hồi nãy giờ mấy anh em đang nhờ mình đi chạy ra ngoài rút tiền các bạn, mới chạy vô rút vô đặt cọc xe này, mấy anh em chốt rồi 460 triệu các bạn. Nói chung là xe này thì cái người chú này ổng không có biết gì hết trơn á, cho nên cái xe nó còn hơi ấy ha. Chứ đúng ra là nếu mà là mình phải dọn, với trên bãi là phải dọn ok đàng hoàng nhé, đâu phải gì hả anh Minh. Đấy, anh em vô chổng làm giấy đặt cọc nha các bạn. Giờ bữa ngày đẹp rồi, lên rước em nó về thôi, giờ tạm thời còn gửi em nó ở lại đây. Này thì đi về nhà thì sẽ như là tháo lam ra nè, tháo cabin các bạn. Cabin này thì tháo được, anh em đã xem xét rất là kỹ rồi, nó không có dính gì nhiều vào cái cabin hết, nó chỉ dính cái hộp này thì mình tháo hộp này ra ha. Thì cái hộp điện này thì tháo được, nghĩa là mình sẽ dọn lại các bạn. Mình dọn lại, mình lấy cái quạt sưởi bắt gì mình lấy ra hết, sau đó mình sẽ làm lại một cái hộp khác, mình rơm cái điện nó nằm ở đây để đẩy nó lại đâu đó đàng hoàng. Cái này thì cái ga điện này nó đang còn nha, dù anh em muốn xài không muốn xài thì mình giết bỏ thôi, nói chung là vậy. Nhà về chắc anh em giết bỏ hết rồi chứ không xài điện đâu, không để điện xài, giết bỏ. Nói chung á, mấy anh em mà muốn đi mua những cái đời cao như thế này thì mà theo như mình, lời mình khuyên tốt nhất anh em phải nằm trong nghề. Thứ hai, nếu mà không phải nằm trong nghề á thì cũng đừng nên đụng những cái đời này. Cái thứ hai nữa, muốn mua đời này thì mình phải có một cái người thợ, mình phải quen biết một cái người thợ trị bệnh nó được thì mình mới mua, còn mình không quen biết thợ không nên mua. Thật, chung ra là vậy. Thôi mình đi vào trong nhé các bạn. Đi đâu xa dữ à? Đi đâu thì lên định vị coi cây nào gần thì mình chạy. Sáng bên đây nè. Qua bên chỗ bến phà bên á. Cái trụ vậy? Nãy tôi nói ngoài trong trụ nè, chở trong trụ. Sáng đâu tại lên định vị cái thấy mà nó qua đây qua đó gần
qua phà luôn nè. Qua phà tới bển đó. Được không? Nói bên chợ vậy. Biết đâu. Nhưng mà qua phà cũng có quán ăn nhất bệnh. Lại qua bển thì có quán ăn. Rồi bên đây như quán ăn tao đầy đây tao chụp. Đúng rồi, ở trên Lâm Đồng cũng có một ông đi rang như chú gì. Xuống Sài Gòn mua xe nè. Chung người bán thì mình đi ơn gì đó cũng không biết gì hết trơn á, mà đi ơn luôn nha. Hỏi người ta thì xe này xài được không, ai người ta cũng nói được chứ, bán nữa. Thế chừng đem về cho ảnh cái địa hình đâu thích hợp đâu. Làm đồi làm núi thì nó phải dốc vậy nè. Xe không có lam rồi mua cái đời xe mà nó bị nghiêng cái đầu xe nó không cho hoạt động. Nó nhiều đời xe nó ngặt lắm nha chú, chứ không phải đâu nghe. Chú mà để xe nằm nghiêng là nó không cho chú hoạt động đó. Nhiều đời xe nó ngặt lắm á. Rồi để xuống nhờ con bán. Nói chung là nha, chú về đây còn múc được cái hầm phải không? Ổng gì chảnh không? Chưa múc cái gì hết á. Chỉ là chạy đường dốc là chạy không được á, nó máy không cho chạy đó rồi vậy là. Tôi đâu múc cái hầm đâu, tôi múc có máy gạo thôi. Đó, chú nha. Còn được múc á, chứ ổng là không được múc luôn đó. Là bán lại lỗ đâu 150 mấy triệu. Cái chưa múc một gạo nào luôn. Cái hầm của tôi là hầm cũ. Dạ. Cái đậu đó tôi múc có mấy gạo đó đó. Chú còn móc được cái lỗ đó với ông kia chảnh là không múc được lỗ nào luôn. Hình như không lỗ được đó đâu 152 triệu. Chú nói có cái loại xe là nó nghiêng là nó không bật không. Thì đó. Đi mua nhầm cái đời đó đó. Có đời đó nữa ta mình có chứ, tại những cái đời đó nó ngặt lắm. Tại vì những cái dòng đó là dòng nó nhập châu Âu, nó ngặt lắm. Khi mà cái xe mà nó nghiêng đó là cái máy nó sẽ không hoạt động. Đó đâu cái đời đó nghiêng mà anh tắt máy. Để nó không hoạt động thì nào anh kéo cho nó bằng lại để máy nó chạy. Dạ. Ngặt vậy đó. Nghe mà nó tắt máy à. Hấp xả gì chứ. Hỏi sợ tiền giả nữa. Chung ra mình cái gì cái mình thiệt lòng nhau nó dễ chứ không có gì đấy. Dạ dụ như em lên em bơm tiền mặt theo em cũng sợ đó. Hồi đó em đi mua chiếc xe ở đấy vậy bởi vì mấy anh nó vậy đó nó cũng ở mình thận quá là mà. Rồi ok xong này các bạn ơi, anh em cũng cọc tiền rồi này kia xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì mấy anh em ra chụp hình làm thủ tục đồ xe cộ rồi mấy cái điểm quan trọng xong rồi gửi chiếc xe tạm gửi ở đây. Về chọn ngày tốt anh lấy nha. Trời cũng chuyển mưa các bạn. Thôi cảm ơn các bạn đã vừa xem video của Thái Dương Tư Vi chia sẻ nha. Cái này thì mấy anh em lúc nãy mình có nói câu là muốn sở hữu thì điện cho mình nhưng mà mấy anh em không có cơ hội rồi. Rồi chờ hẹn ngày gặp lại em nó về quê nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo. Anh em nào có mua xe mua cộ gì đó thì liên hệ Thái Dương Tư Vi dẫn đi mua. Rồi thôi xin chào các bạn.